Tiếp tục chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Hưng Yên, chiều nay Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tới dâng hương tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và thăm một số gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn công tác đã tới dâng hoa tưởng niệm tại tượng đài Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh trên quảng trường mang tên ông tại thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên. Nhân dịp kỷ niệm 77 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 22 tháng 12 năm 1944, 22 tháng 12 năm 2021 và 32 năm ngày Hội Quốc phòng toàn dân, 22 tháng 12 năm 1989, 22 tháng 12 năm 2021, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tới thăm gia đình mẹ Việt Nam anh hùng Phạm Thị Sắt tại xã Hiệp Cường, huyện Kim Động và gia đình thương binh Đào Đức Sơn tại thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động. Ngoài chương trình công tác dự kiến, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dành nhiều thời gian thăm hỏi bà con nhân dân xã Hiệp Cường và thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động về tình hình đời sống, sản xuất kinh doanh, công tác phòng chống dịch COVID-19, đặc biệt là về tình hình tiêm vaccine.